Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 1 tháng 7 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hoa kỷ niệm 104 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ dự hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Tổ chức Trung ương. Do Ban Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến tờ trình chuẩn bị kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tiên Lữ mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng Việt Gáp. Hưng Yên hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế năm 2019. Phát hiện 3 cơ sở cầm đồ cho vay nặng lãi ở Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 104 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, mùng 1 tháng 7 năm 1915, mùng 1 tháng 7 năm 2019, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Dự lễ dâng hoa có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh và thành phố Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915 tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Văn Linh cũng luôn hết lòng vì Đảng, vì dân, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng chí đã có những đóng góp to lớn cho Đảng, cho cách mạng. Với cương vị là người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã khởi xướng và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đổi mới, mở ra hướng đi mới, phát triển đất nước. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đại biểu nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu mạnh. Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương những kết quả của ngành tổ chức xây dựng Đảng cả nước đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Ngành đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc theo các đề án, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy cũng như chuẩn bị điều kiện cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ tới, đáp ứng kịp tiến độ thời gian quy định. Trong triển khai thực hiện, xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo ở địa phương cơ sở về sắp xếp, bố trí bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức cán bộ, luân chuyển cán bộ, phải gắn với chuẩn bị đội ngũ cán bộ các cấp cho đại hội nhiệm kỳ tới. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu ngay sau hội nghị này, Ban Tổ chức các cấp trong tỉnh cần bám sát mục tiêu nhiệm vụ của ngành, của đơn vị mình để thực hiện đạt kết quả cao nhất, tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, ngành cần tập trung rà soát tiêu chí, tiêu chuẩn về quy hoạch luân chuyển cán bộ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho tổ chức đại hội đảng các cấp trong tỉnh và tham mưu để thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng về sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu quả hơn. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp với các thành viên thảo luận xem xét và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan và các huyện, thành phố trong tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về các dự thảo báo cáo, phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16.
thu nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 và lập thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành phải chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị tốt các văn bản tờ trình trước kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và tính pháp lý. Về chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành phải tăng cường sự phối hợp trong thực hiện chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chiều nay, Hội đồng Thẩm định Nông thôn mới tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị thảo luận bỏ phiếu xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Hội đồng thẩm định xem xét bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho 13 trên 17 xã được trình đợt này, gồm Thanh Long, Việt Cường, huyện Yên Mỹ, Lệ Xá, Cương Chính, huyện Tiên Lữ, Tiên Tiến, Minh Tiến, Nguyên Hòa, huyện Phù Cử, Bãi Sậy, Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, Vũ Xá, Thọ Vinh, Nghĩa Dân, huyện Kim Động, Đại Hưng, huyện Khoái Châu. 4 xã còn lại thiếu các tiêu chí như cơ sở vật chất, văn hóa, điện, môi trường và an toàn thực phẩm. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang đề nghị đoàn thẩm định tiếp tục rà soát, thẩm định các xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ làm việc với hai huyện Khoái Châu và Yên Mỹ, yêu cầu lãnh đạo hai huyện đôn đốc các xã sớm hoàn thành các tiêu chí còn thiếu. Thưa quý vị và các bạn, trong ký ức của những người đã vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, hình ảnh vị lãnh tụ giản dị sâu sắc, quan tâm đến đời sống của nhân dân, mãi mãi không phai mờ. Nhân kỷ niệm 104 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, mùng 1 tháng 7 năm 1915, mùng 1 tháng 7 năm 2019, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tình cảm đó qua những người dân Hưng Yên đã từng có vinh dự được gặp gỡ Tổng Bí thư. Ông Nguyễn Hữu Lự, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Minh Tân, huyện Phù Cử, vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khi đồng chí về thăm xã năm 1993. Minh Tân ngày đó là một điển hình trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế. Dù đã tròn 25 năm ngày Tổng Bí thư về thăm, động viên, nhưng hình ảnh về đồng chí Nguyễn Văn Linh giản dị, gần gũi, làm việc khoa học và quan tâm đến đời sống nhân dân cùng những lời căn dặn của đồng chí mãi mãi được ông Lự khắc ghi. Bác là một lãnh tụ của đất nước, làm việc rất khoa học. Bác nói ngắn, gọn, rõ ràng, mạch lạc. Chủ yếu là bác động viên cán bộ nhân dân trong xã. Bác khen xã Minh Tân là một vùng sâu, vùng xa, một xã thuần nông mà làm được cái cầu to nhất tỉnh thế này thì chứng tỏ là Minh Tân rất giỏi. Đường xá, trường sở, công sở, khang trang, dân tình về thì thấy đời sống nhà cửa là nhà xây rất nhiều. Thì chứng tỏ là các đồng chí đảng ủy ban, nhân dân rất giỏi. Và mong là Minh Tân sẽ phấn đấu hơn nữa, làm tốt nhiều việc hơn nữa để Minh Tân luôn là điểm sáng mới. Minh Tân là sáng mới. Đối với nhân dân cán bộ xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, quê hương của Tổng Bí thư, có nhiều người được vinh dự đón Tổng Bí thư những lần về thăm. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn giản dị, gần gũi, trò chuyện gợi mở hướng phát triển cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã để lại cho thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã những ấn tượng không phai mờ về tình cảm của đồng chí đối với quê cha đất tổ, tha thiết mong muốn quê hương, làng bần nhưng không nghèo. Khi làm việc thì bác cũng hỏi han tình hình, có mấy vấn đề. Một là vấn đề thứ nhất là tình hình đời sống của nhân dân. Trong cái lúc điều kiện đất nước đang khó khăn thế thì đời sống nhân dân như thế nào? Thì bác cũng có nói là thôi thì các đồng chí anh em ở địa phương cố gắng đoàn kết rồi chăm lo đời sống cho nhân dân kể cả mọi mặt. Một là đời sống nhân dân về sản xuất nông nghiệp, thì bác cũng nói là sẽ cố gắng là đưa những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và đồng thời tìm những cái giống có những cái năng suất cao để đưa về
để làm thế nào cái đời sống của nhân dân được nâng lên. Cái thứ hai nên là đối với nhất là chăm lo với sức khỏe của nhân dân thì sẽ cố gắng đưa làm đào tạo những bác sĩ về làm trưởng trại. Trên đường đi công tác Hải Phòng, bác đã dành tình cảm để thăm quê hương. Thì lúc đó tôi là ủy viên ban chấp hành đảng ủy, được vinh dự được đến gặp bác. Bác ân cần thăm hỏi đối với địa phương, muốn để nâng cao đời sống của nhân dân lên, cần phải các đồng chí có tư duy mới, làm sao phát triển ngành nghề và dịch vụ, chứ cứ nông nghiệp mãi thì nó không nâng cao lên được. Quan tâm đến các gia đình chính sách, các đồng chí trong xã phải cần phải quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, sau đây có nhiều nhân tài phục vụ cho đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đi xa, nhưng những lời động viên căn dặn, sự quan tâm của đồng chí vẫn mãi là bài học quý giá cho thế hệ hôm nay và mai sau, là động lực để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, quyết tâm xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đáp ứng nhu cầu của thị trường về sản phẩm nông sản sạch, huyện Tiên Lữ đã tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến khích các hộ dân mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp theo quy trình Việt Gáp. Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Tiên Lữ đã tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật 55 lớp về thâm canh cây trồng, sản xuất theo quy trình Việt Gáp, liên kết sản xuất theo chuỗi, bao tiêu sản phẩm. Đến nay, huyện Tiên Lữ đã có gần 20 ha nông nghiệp sản xuất nông sản sạch theo hướng Việt Gáp, chủ yếu là các mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới, rau thủy canh, dưa lưới. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp huyện đang tích cực hướng dẫn bà con hoàn thiện hồ sơ công nhận 40 ha cây ăn quả của các xã Nhật Tân, Thủ Sĩ đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, từ đó tạo thuận lợi trong việc tiêu thụ nông sản đáp ứng nhu cầu của thị trường. Năm nay, nhiều vườn nhãn trên địa bàn huyện Khoái Châu tỷ lệ đậu quả thấp do ảnh hưởng của thời tiết. Tuy nhiên, những hộ trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp biết áp dụng khoa học kỹ thuật nên tỷ lệ đậu quả vẫn cao. Đây là vườn nhãn của gia đình anh Nguyễn Đăng Toán, thôn An Cảnh, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu. Vụ nhãn này vẫn cho đậu quả cao, đạt tỷ lệ 80%. Anh Toán cho biết từ khi tham gia Việt Gáp, anh và các hộ trồng nhãn trong thôn được hỗ trợ kỹ thuật cách chăm sóc phòng trừ bệnh cho nhãn đảm bảo đúng quy trình, đúng thời điểm theo giai đoạn phát triển sinh trưởng của cây, nên tỷ lệ đậu quả và sản lượng luôn đạt cao. Năm 2018, gia đình thu được 13 tấn quả và năm nay, mặc dù nhiều hộ trồng nhãn bị mất mùa, nhưng vườn nhãn của gia đình vẫn ước thu khoảng 12 tấn quả. Nhờ đẩy mạnh phát triển công nghiệp và ngành nghề, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho hơn 11.800 lao động, đạt 50,3% kế hoạch năm. Trong đó, toàn tỉnh đã đào tạo hợp tác đưa gần 2.000 lao động sang làm việc ở nước ngoài, số lao động còn lại được tạo việc làm mới chủ yếu trong tỉnh, tập trung ở nhóm doanh nghiệp dệt may, điện tử cơ khí, chế biến thực phẩm và ở các khu công nghiệp như khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp dệt may Phố Nối. Nhiều lao động được tuyển dụng theo hình thức liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nên chất lượng nhân lực cơ bản đáp ứng theo yêu cầu. Tỉnh cũng có nhiều hoạt động quảng bá giới thiệu hình ảnh thông thoáng về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào các khu cụm công nghiệp đầu tư với số lượng ngành nghề ngày càng đa dạng. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có thêm 60 dự án vào đầu tư, 25 dự án đi vào hoạt động, đưa tổng số dự án đi vào hoạt động lên 1.044 dự án. Ngoài ra, để tạo thêm việc làm mới cho người lao động trên địa bàn tỉnh, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo điều kiện khuyến khích hỗ trợ người dân phát triển sản xuất chăn nuôi, hỗ trợ thông tin kết nối cung cầu lao động. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008 hết hiệu lực từ tháng 9 năm 2018 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ công chức viên chức và người lao động của Sở những hiểu biết căn bản về quy trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015. Từ đó, Sở Khoa học và Công nghệ, với tư cách là đơn vị đi đầu thực hiện, sẽ đẩy nhanh và triển khai có hiệu quả ISO 9001-2015 ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên toàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị trong đẩy mạnh thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe nhân dân, nên đến thời điểm này tỉnh ta đã hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cả năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ giao. Phản ánh nhân kỷ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7 năm 2019. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, Hưng Yên đã có hơn 1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng trên 36.000 người so với năm 2018, tỷ lệ bao phủ đạt 89% dân số và là một trong năm tỉnh của cả nước hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã thực hiện hiệu quả cái công tác cải cách hành chính, chuyển đổi từ tác phong hành chính sang tác phong phục vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân cũng như doanh nghiệp trong những vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, tính đến tháng 6 năm 2019, ngân sách tỉnh đã thực hiện hỗ trợ đóng 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho gần 1.200 đối tượng được nhận huy hiệu Đảng, gần 53.000 đối tượng từ 60 tuổi đến 80 tuổi, trên 1.550 người lao động thu gom rác thải tại các thôn xóm, khu phố và 390 chức sắc tôn giáo. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện hỗ trợ 60% mức đóng đối với học sinh các bậc học phổ thông và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình. Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cũng được giảm trừ mức đóng theo số lượng người tham gia. Điều đáng nói là số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh không chỉ ngày một tăng, mà việc chi trả chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế cũng đang ngày càng được nâng cao. Ở tại tuyến huyện như chúng tôi thì cái tỷ lệ người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì khoảng trên 90%. Do vậy là chúng tôi đã tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất, trình độ bác sĩ thì cũng được đào tạo nâng cao, cập nhật kiến thức rất là thường xuyên. Do vậy là trong những năm qua thì cái công suất mà khám chữa bệnh bảo hiểm ở tại đơn vị thì đều đạt từ 130 đến 150%. Thẻ bảo hiểm ấy là được ưu đãi đủ mọi đường. Tôi thấy là về đều vận động các con các cháu, họ hàng hàng xóm là đều nếu như có bảo hiểm tự nguyện thì mua tự nguyện. Trái nắng giữa trời là xuống. Trung tâm y tế đây là nói chung là được cái là y bác sĩ là chăm nom đến nơi đến chốn là tôi thấy có lợi ích. Từ năm 2018 đến nay, Quỹ Bảo hiểm Y tế tỉnh đã thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 1.800.000 lượt người với số tiền trên 1.240 tỷ đồng, trong đó có trên 200 người được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi thanh toán số tiền lớn từ 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng trên năm. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Trên địa bàn xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang đang tồn tại một bãi rác thải khá lớn ngay trên mặt đường giao thông. Điều đáng nói là tình trạng này đã diễn ra từ nhiều ngày nay nhưng vẫn không được xử lý. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại vào ngày 27 tháng 6 tại ngã ba giao cắt giữa đường tỉnh lộ 200 với đường huyện 22 thuộc địa bàn xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang. Tại đây, rác đổ tràn lan hai bên, thậm chí cả lòng đường hàng chục mét. Theo quan sát của chúng tôi, ngoài rác sinh hoạt, tại đây còn có cả một số rác thải công nghiệp đã được đóng bao. Người dân ở đây cho biết rác thải đã tồn tại từ nhiều ngày nay, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan mà còn gây khó khăn cho người và các phương tiện lưu thông qua lại đây. Rất mong chính quyền vào cuộc sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên. Vừa qua tại các xã Trưng Chắc và Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, các tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện Văn Lâm và chính quyền địa phương đồng loạt tiến hành kiểm tra phát hiện 3 cửa hiệu kinh doanh dịch vụ cầm đồ đang có biểu hiện cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Kiểm tra cửa hiệu cầm đồ Anh Hùng Phát ở thôn Nhạc Lộc, xã Trưng Chắc do Nguyễn Anh Hùng, sinh năm 1984, ở thôn Nhạc Lộc, làm chủ có một người khách đang nộp tiền lãi cho hai đối tượng được Hùng thuê quản lý cửa hàng là Nguyễn Tiến Sĩ, sinh năm 1997. Ở cùng thôn với Hùng và Dương Mạnh Cường, sinh năm 1991, ở xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, thu giữ hai quyển hợp đồng cầm đồ, số tiền 27.360.000 đồng cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ việc cho vay lãi nặng.
kiểm tra cửa hiệu cầm đồ thứ hai của Hùng mang tên Dịch vụ cầm đồ Anh Hùng Phát cơ sở 2 ở thôn Hồng Cầu, xã Lạc Hồng. Tổ công tác thu giữ 5 quyển hợp đồng cầm đồ, 1 quyển sổ ghi chép việc vay nợ, số tiền 9 triệu 400 nghìn đồng cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan. Cửa hiệu này do Đỗ Thành Đạt, sinh năm 2001, ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm quản lý. Quá trình kiểm tra cửa hiệu cầm đồ thứ 3 tại thôn An Lạc, xã Trưng Chắc do Phạm Văn Hoạt, còn gọi là Năng, sinh năm 1989, ở thôn An Lạc làm chủ. Tổ công tác phát hiện có 2 người khách đang trả tiền lãi, tiền vay cho 3 đối tượng được Hoạt thuê quản lý cửa hiệu, gồm Nguyễn Công Hân, sinh năm 1995, ở thôn Tuấn Dị, xã Trưng Chắc, Nguyễn Hữu Tường, sinh năm 1994, ở xã Tùng Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, Đỗ Đức Tình, sinh năm 1999, ở xã Trưng Chắc. Các đối tượng đã tự nguyện giao nộp các tài liệu ghi chép về hoạt động cầm đồ, cho vay lãi nặng, số tiền 42 triệu 300 nghìn đồng, dao, gậy cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Được biết, lãi suất các đối tượng cho vay tính theo ngày từ 4.000 đồng đến 7.000 đồng 1 triệu đồng một ngày. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.